Okay, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay điện thoại. Trước tiên để biết cái loại điện thoại nào thì đối với điện thoại Samsung thì mình sẽ tìm hiểu thông tin ở đây. Mình đi xuống dưới cuối cùng thì có số thông tin điện thoại thì đây mình sẽ có số thông tin là đây là tên kiểu thiết bị là Galaxy A12. Thì đó, xong mình sẽ thay điện thoại thôi. Bây giờ mình lật cái ốp lưng lên, mình ra mình mua cửa hàng mình mua cái điện thoại, ví dụ như đây là điện thoại của em bé thích tai thỏ dễ thương. Thì đây nó có ghi là Samsung A12. Mình sẽ tháo điện thoại ra và mình thay vô đây. Dưới có cái bao da kéo lên, mình thay, mình lấy cái lưng ra, mình xem là cái camera nó ở đâu, mình để vô đó. Còn dưới đây là cái chỗ để sạc pin và sạc điện thoại và tai nghe. Rồi xong, mọi người có ốp lưng mới rất dễ thương hình con thỏ. Cảm ơn mọi người nhớ like và subscribe nha.